Nha, mình là NTN đây, đẹp trai mã số 03 đến từ Canada. Ok, thì hôm nay NTN sẽ quyết định là làm một cái thử thách cực kỳ là kinh dị luôn nha. À quên mất, trước khi vào cái thử thách ngày hôm nay thì mình thách thức tất cả anh em nhắm mắt mà bấm trúng được cái nút like đây. Mình biết là cái nút like và cái nút dislike rất là gần nhau nên là anh em rất là khó bấm trúng, mà anh em chỉ được bấm một lần duy nhất thôi nha. Ok, thì không linh tinh luân thuyền nữa, thì như anh em cũng biết đấy, thì hôm qua Ghana mới dí xét danh anh em ạ, thì NTN đã tụt xuống cái mức danh vàng 3 nha. Đấy thì hôm nay NTN mới quyết định là đặt ra cho mình một cái thử thách là leo từ vàng 3 lên thách đấu trong vòng 24 giờ nha anh em ơi. Thế anh em nào mà yêu quý NTN thì anh em nhớ xem đến cuối clip nha, đừng có tua một giây nào nha. Thì cái clip này NTN vừa làm cái thử thách là leo thách đấu, vừa hướng dẫn anh em leo thách đấu trong vòng 24 giờ nha anh em ơi, cực kỳ là nhanh chóng luôn. Ok, thì không linh tinh nữa thuyền nữa, thì bây giờ NTN sẽ vô trận luôn nha. Ok tất cả anh em nha, thì LTN đã vô thành công trận đấu rồi nha. Từ từ đã, để mình giết cái thằng này đã anh em ạ. Đấy anh em thấy chưa, ra đạn là vào đầu luôn. Đấy anh em muốn lên thách đấu nhanh ấy thì anh em cứ leo đêm nha anh em. Đấy leo đêm thì rất dễ là gặp bot, mới cả kiểu như gặp mấy người mới chơi, nên là anh em bắn rất là dễ luôn. Đấy rồi, thanh niên tiếp theo đây rồi. Thì cái thanh niên này di chuyển cũng không bot lắm đâu anh em ạ. Đấy nhưng mà anh em leo đêm thì sẽ được cái là thoải mái và yên tĩnh nha. Kiểu như đêm nó ít người chơi thì cũng có khả năng là anh em ghép vào những cái người mới chơi bắn rất là dễ luôn. Đấy trận này mình sẽ cố gắng bắn hết sức nha anh em ơi. Ăn càng nhiều kill càng tốt nha. Hết sức luôn này. Ok, 2 kill rồi nhanh em ơi. Đấy bây giờ mình sẽ lên cổng trời luôn nhá. Đấy anh em cứ đi săn cho mình ở cái mức danh vàng, anh em cứ đi săn cho mình. Ăn càng được nhiều kill thì anh em cộng càng nhiều điểm thì anh em sẽ dễ lên danh hơn nhá. Đấy anh em cứ đi săn cho mình ở cái mức danh vàng, danh bạc, anh em cứ đi săn thoải mái cho mình. Anh em chỉ cần có một ít kỹ năng thôi thì anh em không sợ bố quan thằng nào ở cái mức danh vàng này luôn. Đấy rồi, thanh niên này hổ báo à? Hổ báo à mày? Hổ báo cáo trồn gặp mình chỉ có tắt nắng thôi anh em ạ. Ok anh em nhá. Thì ở cái trận danh vàng 3 này thì mình sẽ cố gắng ăn càng nhiều kill càng tốt nhá, để cho anh em biết là xem nó cộng bao nhiêu điểm nha. Hình như ở trong này có một thằng anh em ạ, mình sẽ ném bom vào luôn nha. Chạy đi đâu quan sâu lông này, hết giọt nữa này, mình biết ngay mà. Ok anh em nha, chỉ còn một thanh niên cuối cùng thôi anh em ạ. Mình ăn được 14 kill rồi nha. Thì cái danh mình đang chơi vẫn là danh vàng 3 nhá. Sắp lên vàng 4 rồi anh em ạ. Nào mày thò cái đầu ra đây. Úi giời, nó bắn đầu thế nhỉ? Nó bắn đít mình kìa anh em ơi. Ui sắp chết rồi. Mày được, mày dám bắn đít tao hả mày? Nhe cái đầu ra. Úi giời ơi, ra đạn là vào đầu luôn anh em ơi. Ok anh em nha, thì cái trận này mình ăn được 15 kill, không biết là cộng được bao nhiêu điểm đây. Đấy anh em nhìn nhá, anh em nhìn mà học tập này. Bao nhiêu đây? Ui thằng này mày đứng đơ thế nhỉ? Vàng 3 nha anh em ơi. Cộng bao nhiêu đây? Ui, cộng tận 86 điểm thôi anh em ạ. Ảo thật đấy, do mình chơi trận đầu ngày rồi, cực kỳ là phê luôn. Ok tất cả anh em nha, thì đây là trận cuối cùng của mình nhau từ vàng lên bạch kim nha. Với cái trận quan trọng như này thì mình sẽ đổi một cái bộ đồ khác bán nha anh em ơi. Thì cái trận này mình đổi sang bộ đồ khủng long nha. Từ từ đã, để mình giết cái thằng này đã anh em ạ. Ui dồi, một viên vào đầu rồi kìa. Nào mày thoát ra đây. À mày chạy hả mày? Mày chạy đi đâu con sâu này? Ui sao bắn không trúng người nhỉ? À mày núp ở đây hả mày? Mày chạy đi đâu cho khỏi lắng hả mày? Ra đạn nào vào đầu luôn anh em ạ. Đấy thì anh em biết là tại sao trận này LTN lại đổi sang bộ đồ khủng long này không? Bởi vì kiểu như là chơi mãi một bộ đồ nó cũng chán anh em ạ, nên là mình sẽ đổi sang bộ đồ khủng long ở cái trận này nha anh em ơi. Thì cái trận này là trận quế lên bạch kim anh em ạ, nên là mình đổi sang cái bộ đồ khủng long này cho nó có động lực bắn anh em ơi. Một phần nữa là để cho anh em xem video đỡ chán nữa. Còn anh em bảo thằng LTN nghèo quá, có một bộ đồ mặc suất đấy. À từ từ đã anh em ạ, để mình xử lý con bé này đã. Đấy anh em phải bình tĩnh nha, trong những cái tình huống như này anh em không được nổi nóng nha, anh em phải bình tĩnh và lở một nụ cười thật là tự tin nha. Đấy anh em không được dại gái nha. Đấy con bé này nó định gạ mình để nó giết mình đấy anh em ạ, anh em không được bị mắc lừa nhá. Những cái trận quan trọng này anh em phải thật tập trung nhá. Đấy bây giờ mình sẽ hết sọt cho anh em xem này, ra đạn vào đầu luôn. Đấy thằng nào nữa thoát ra đây. Từ từ đã anh em ơi, hình như dưới kia có địch. Bây giờ mình sẽ đứng đây mình xem có thằng. Úi rồi, cái gì vậy anh ơi, bình tĩnh nào. Úi rồi, nó bắn mình tí chết kìa anh em ạ. Đấy bây giờ mình sẽ quấn máu ra, bình tĩnh đã. Úi bên kia có thằng thì mình nằm xuống nó chắc anh em ạ. Không biết là nó có nhìn thấy mình không. Đấy những cái trường hợp như này anh em cứ nằm như này không bao giờ nó biết luôn. Úi rồi, cái gì vậy? Úi thằng này may quá anh em ạ. Nó bắn chậm không là mình kiểu như liệm rồi đấy. Ok đợi mình để mình quấn đầy máu đây anh em ạ. Hình như là tiếng trần đâu nhỉ? Không biết là có phải không hay là tai mình điếc nhỉ? À đúng rồi anh em ạ. Úi tiếng trần thật. Đâu rồi nhỉ? À đủ đây rồi. Úi giời anh ơi, sợ bắn em. Em còn mẹ già con thơ ở nhà, đừng bắn em. Đâu rồi? Nào mày ra đây, mình nghĩ tao sợ mày hả? Là mày úi giời, cái gì vậy? Ui, không biết là lên được bạch kim hay không đây anh em ơi. Mẹ thằng này nó giết mình kìa anh em, cay thế nhỉ. Ok nhá, bình tĩnh thôi, kiểu gì chả lên được đúng không anh em. Nào vàng 4 có lên bạch kim hay không đây? Lên hay không đây? À đủ tận 65 điểm kia anh em ơi. Đấy anh em cứ bình tĩnh thôi, nhau đến top 4 này anh em có thể lên danh rồi. Ok anh em nhá, thì đây là trận cuối cùng mình lên kim cương nha. Đấy thì trận này mình đã đổi gió sang bộ đồ màu hồng nha anh em ơi. Yêu màu hồng ghét sự giả dối. Đấy cầm shotgun ra đạn vào đầu luôn. Ui còn đọc 25 máu kìa anh em. Cái gì vậy? Tiếng chân. Ui ơi, mày quá anh em ạ, thằng này nó yêu máu không thì mình nghiệm rồi anh em ơi. Hình như ở trên nóc nhà vẫn có thằng. À mày chạy ra đây mình công tao hả mày? Làm gì? Tuổi gì đó ăn bánh mì BT. Nút đồ đây anh em ạ.
Ôi, cái gì vậy? Ui, thằng bán Skyler đây. Nhà bình tĩnh nha. Đấy, trận này em cứ bình tĩnh mà bán thôi. Sọt gan trên tay thì giống bay phượng múa mà. Mình mà cầm sọt gan thì kiểu gì cũng lên kim cương thôi anh em ạ. Không bao giờ lo luôn. Anh em cứ bình tĩnh mà nhảy cọc trời mà bán thôi. Không sợ thằng nào luôn. Hết sọt nữa anh em ạ. Cái gì? Đấy, bây giờ mình sẽ ra lút đồ. Ui rồi. Cái gì vậy? Anh đừng bắn em. Bình tĩnh, mình cầm M4A1 mình sấy nhá. Ui thằng này có Skyler anh em ạ. Ui mày quá, tí thì chết anh em ạ. Tí thì toang luôn. À thằng này, mày định vào bua à mày? Đấy anh em thấy chưa? Những cái trận quan trọng như này thì anh em cứ chạy viền bua cho mình nhá. Lúc đầu anh em cứ nhảy cổng trời mà khô máu thôi, còn về sau anh em cứ ở viền nhá. Đấy anh em thấy chưa? Mình đã được 8 kill rồi anh em ạ. Trận này nên kim cương mà mình đã được 8 kill rồi. À đù con bé này nó núp trên nóc anh em ạ. Nó vừa mới nhảy xuống có được 10 máu thôi. Ok, thằng này còn bụi cỏ mày. Mày định chơi ngộ không hả mày? Ẩn thân chi thuật với tao hả mày? Nào mày ẩn đi. Ủa rồi thằng này bắn đau thế nhỉ? Từ từ đây anh em ạ, đục Skyler ra bắn nó nhá. Đấy, anh em cứ phải bình tĩnh thôi. Cứ bình tĩnh là kiểu gì chả win đúng không anh em? Ok anh em nhá, thì bây giờ mình sẽ vào bo nha. À đù hình như có thằng bắn nhau bên kia kìa. Đúng rồi, mày bắn lại mày. Úi giời, ra đạn vào đầu luôn. Headshot nữa anh em ơi. Ok nhá, sau một thời gian núp bo chỉ còn 3 thằng nữa thôi anh em ạ. Cả mình nhà 3 đấy. Bây giờ mình sẽ giết thằng này luôn nhá. Để còn 2 thằng thôi. Kiểu gì trận này mình sẽ cố gắng top 1 cho anh em xem nhá. Đấy anh em cứ chơi chiến thuật núp và bắn thôi. Kiểu gì cũng ăn top luôn. Đấy rồi, thằng cuối cùng đây rồi. Mình sẽ công lên luôn nha anh em ơi. Còn một thằng cuối cùng thì anh em cứ công lên không phải lúp luôn. Nào mày chạy đi đâu? Úi sao mù mắt thế nhỉ? Từ từ đã, đặt cái keo ra anh em ơi. Nào mày bắn đi. Thằng này ngoài bo rồi anh em ạ. Nó mất lợi thế rồi. Headshot luôn này. Úi giời ơi, quá là easy game luôn. Ok nha, không biết là có lên được kim cương hay không đây anh em ơi. Lại một trận top 1 nữa anh em ạ. Top 1 hơn 10 kill luôn. Mình nghĩ là chắc là trận này mình sẽ lên kim cương mà thôi. Kim cương là đơn giản với mình anh em ạ. Nào có lên hay không đây? Bạch kim 4, lên kim cương hay không đây? Ờ lên luôn anh em ạ. Cộng tận 90 điểm luôn. Mình không có x2 mà cộng tận 90 điểm. Hình như đây là trận đầu ngày thế nào anh em ơi. Quá là tuyệt vời luôn. Ok anh em nha, thì cái trận này lại là cái trận lên huyền thoại của mình nha anh em ơi. Thì cái trận này mình sẽ đổi sang cái bộ đồ bò xưa như trận đầu tiên nhá. Cái trận lên bạch kim ý. Bởi vì cái trận đấy mình chết cái top 4 cay quá anh em ạ. Nên là trận này mình sẽ làm lại nha anh em ơi. Thằng này mày đi xe làm gì, mày báo nay mày định đâm ai? Là mày đâm đi, mày có xuống ngay xe không? Mày không xuống xe à mày? Mày nhờn với bố mày à mày? Ra đạn vào người luôn anh em ơi. Đấy anh em thấy chưa? Đây có một thằng trên này nó canh bo mình anh em ạ. Là mày canh bo tao đi. Đấy anh em cứ bình tĩnh thôi. Cứ núp bo rồi vô sau thôi anh em ạ. Không cần phải vào đầu đâu. Nên là anh em không bao giờ lo chết nhá. Đấy thì cái trận đấy lên huyền thoại nên là mình bắn núp núp đấy nhá. Ăn được hơi ít kill anh em thông cảm nhá. Giờ mới được 4 kill thôi anh em ạ. Nhưng mà mình sẽ cố gắng lấy top 1 nhá. Đây rồi, thằng này nó ra nó định bắn mình anh em ạ. Nào mày bắn tao đi. Anh em cứ bình tĩnh thôi nhá, không phải sợ nhá. À, hình như đằng sau mình có địch anh em ơi. Hình như là đằng sau mình có địch. Đúng rồi anh em ạ. Là mày chạy lên đây hả mày? Đấy, mấy cái trận quan trọng như này thì anh em cứ lúc về cuối anh em bắn nhá. Đây rồi, thằng này nó định móc bên trái mình anh em ơi. Nào mày móc đi. À, hình như bên phải chứ. Bây giờ mình sẽ công lên luôn nhá. Mong là thằng này nó không có bom anh em ạ. Cầm súng sạc sấy luôn. Mày chạy à mày? Ui sao mình bắn lại vào cây như nào anh em? Ui run quá anh em ạ. Cái trận này là trận cuối lên huyền thoại nên là mình xử lý hơi chậm nha. Kiểu như run đi. Anh em thông cảm nha. Cái trận này là trận căng thẳng mà. Ui giời, mình xử lý kiểu gì nè anh em ơi. Nhưng mà bình tĩnh nha. Bây giờ những cái trận như này thì anh em phải lấy lại tinh thần ngay lập tức nha. Đấy, bình tĩnh nha anh em ơi. Bây giờ mình sẽ chạy ra đằng sau, mình sẽ đặt kẹo để hồi máu nha. Đấy, thằng này nó không biết mình đâu. Ui giời, nó vẫn nhìn thấy mình kìa anh em. Nào anh em nhìn này, mình sẽ xử lý bình tĩnh nha. Là mày thò ra đây giết ngay anh em ạ. Quá là đơn giản luôn. Bây giờ chỉ còn 2 thanh niên nữa thôi. Một đối mặt với hai thì kiểu gì là anh em cũng ăn top rồi anh em ạ. Rồi chỉ còn một thanh niên cuối cùng thôi. Thằng này ném bom mình anh em ơi. Mày ném bom mày hả mày? Là mày thò ra đây. Nào mày định chơi bẩn hả mày? Nào mày chơi bẩn đi. Nào thò ra. Mày thò ra hả mày? Ui dồi, một viên nữa chết anh em ơi. Một viên nữa thôi. Rồi top 1 luôn. Wow, tuyệt vời. Quá là đẳng cấp luôn anh em ơi. Không biết là lên được huyền thoại không đây. Cố lên. Mong là lên được huyền thoại anh em ạ. Liệu có lên được huyền thoại không đây anh em ơi? Cố lên. Có lên được không đây? À đủ lên được rồi anh em ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Đấy anh em thấy chưa? Mình nhau đơn một phát lên huyền thoại thôi anh em ạ. Chỉ trong khoảng độ 10 mấy tiếng thôi. Quá là easy luôn. Thì ok tất cả anh em nhá. Thì đây là trận cuối mình nên thách đấu nha anh em. Đấy thì leo từ nãy giờ mệt vãi cả trưởng nha anh em ạ. Thì trận này mình chơi tem 4 cho nó dễ lên nhá. À có địch này. Ui giời ơi, một viên chết luôn anh em ạ. Một pha KS thần trưởng luôn. Đấy gặp luôn nha anh em. Đấy từ từ đã để mình hồi máu cho nó đầy đã anh em ạ. Đấy ngồi đây hồi như thật luôn. À đủ, thằng bắn đây. Đang hồi máu là bắn nghén anh em ạ. Cay thật sự luôn. Đấy thì đây là cái trận cuối mình nên thách đấu nên là mình đã đổi sang cái bộ đồ khủng long 7 đá nha anh em. Bắn cho nó có tinh thần. Đấy đồng đội mình bị bắn gì anh em? Ơ à, cục luôn rồi. Có thằng nào bắn nhảy ngay đây luôn anh em ạ. À thằng kia mày dám bắn đồng đội tao mày. Công lên luôn nhá. Đấy trận này mình bắn chết cẩn thận hơn nha anh em ơi. Leo mày hết sọt nó này. Ui giời chết rồi. Mình sắp chết rồi anh em ạ. À mày bắn nào hả mày? Nhảy ra giết luôn. Ok, mình đã lật kèo thành công nha anh em ơi. Gặp luôn. Đó, bây giờ mình sẽ ra đây mình hồi máu xong bắt đầu mình vô boy nha anh em. À, có thính gì bây giờ mình sẽ ra Nhật Thính nhá. Đấy anh em cứ chơi cái chiến thuật kiểu như là chạy cùng team ấy. Đấy, sẽ không bao giờ lo chết nha. Đây rồi. Ơ đồng đội mình báo là có địch kìa anh em. Bây giờ mình sẽ công ra luôn nhá. À, con bé này. Hết sọt nó này. Ơ, sao không chết nhỉ? Bắn phát nữa luôn.
Hình như là cái đứa này nó vừa nhảy xuống thế nào mình thấy có mỗi khẩu lục thôi anh em ơi. Đó, bây giờ mình sẽ ra mình nút đồ nha. Đúng rồi anh em ạ, có mỗi khẩu lục thôi. Từ từ đã, ra thính xem còn cái gì không nào. Đấy thì anh em có mấy cái máy bay như này thì anh em bật lên để biết vị trí của địch nha. À có thằng bay xuống này nhá. Ở đâu rồi? À đây rồi. Mày, úi giời cái gì vậy? Úi giời bắn mình gần chết kìa anh em ơi. Nó nhặt được súng trong thính. Mày bắn lại mày. Bắn lại mày. Úi giời một viên chết người anh em ạ. Một PKS thần trưởng luôn. Game quá là dễ luôn anh em ơi. Ok anh em nha, thì tem mình đã chơi hết rồi. Chỉ còn một thanh niên nữa thôi. Thì thanh niên này sẽ cố gắng lấy top nha. Hình như là chỉ còn một tem nữa thôi anh em ạ. À dù một thanh niên xong chạy nhé. Ủi cái súng sạc cho vào tận nơi kìa. Hình như là thanh niên này mất mạng rồi anh em ạ. Chó cắn wifi rồi. Ảo thật đấy. Ok nha, thì chắc là mình cũng nên thách đấu mà thôi. Để xem là cộng bao nhiêu điểm nha anh em ơi. Mình háo hức quá rồi. Rồi, ok nữa anh em ơi, thách đấu hạng 3. Quá là tuyệt vời luôn. Mình nên thách đấu bao giờ mình cũng không biết nữa anh em ạ. Ảo thật đấy.